Hello, chào tất cả mọi người. Và đây đây là những cái này là cái cân, và cái này là thùng hàng cân ký nha cả nhà. Hàng cân ký bên em thì cũng gần sắp hết chương trình rồi, 99.000 một ký. Một thùng nhỏ của nó là 2 ký thì tầm khoảng 45 cái, và full dòng từ iPhone 5 cho tới iPhone 11 Pro Max nha. Và những cái hàng này thì thường đầu năm lúc nào cũng thế, năm đầu thì tụi em cũng sẽ xả một lần để mà mình dọn kho nha. Sắp tới thì cũng thời gian cặp pin thì chắc nó cũng gần hết rồi, nó cũng mở pin thì chúng em sẽ có hàng mới về, và hàng mới về thì sẽ vô cùng nhiều luôn cả nhà ơi. Và trước mắt là chúng em sẽ đóng những cái thùng hàng căng ký này. Ở đây thì em đang đóng và đang cân cho bot nha. Ở đây cả nhà thấy không, cái này là thùng hàng 20 kg, và ở đằng kia thì chúng em đang đóng tiếp 20 kg nữa cho tất cả các bot. Và những cái thùng hàng căng ký như thế này thì thật sự là đầu năm nếu có một lần thôi, nên anh chị em nào mà chúng ta chưa lấy thì chúng ta tranh thủ nha. Vì nếu mà sau này thì chúng ta mua muốn cũng không có đâu. Những cái sản phẩm này là toàn là ốp đẹp nha cả nhà, ốp rất là đẹp luôn. Và ở đây là mình sẽ quay trực tiếp để cho mọi người rõ. Và có những cái mẫu ốp là trước đây em nhập là khoảng 4 mấy nè, 5 mấy nè, 90 mấy, có loại 100 mấy ngàn cũng có. Ngày hôm nay chúng em bán là 99.000 một ký. Một ký thì nói chung là 2 ký thì khoảng 40 mấy cái, thì một ký nó tầm 20 mấy cái cả nhà. Và vị chi nó ra 99.000, vị chi tầm khoảng mấy ngàn một cái thôi, mấy ngàn đồng một cái chưa bằng một cái ốp của em nhận nữa cả nhà. Và đây là cái thùng hàng hiện tại, và em đang đóng thêm cho tất cả các bot nè. Đây cả nhà thấy không, ở đây thì em sẽ quay rõ cho cả nhà xem luôn. Và cả nhà thấy nè, tốt như thế này, rất là đẹp luôn. Và những cái hàng này nếu như ai đã nhập sĩ nhà em đều biết là giá bao nhiêu rồi đúng không? 68.000 giá sĩ nè. Em ơi, cho chị xin mấy mẫu nữa nè. Đó, đây là những cái ốp này là vừa ốp vừa ví luôn, vừa bao da luôn, rất là tiện ích cho mình có thể là làm giá đỡ được luôn. Và những cái hàng này giá nhập sĩ của mình là đã 100 mấy ngàn rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay 99.000 một cái, một ký chưa bằng một cái ốp của em nữa đó, rất là đẹp. Đây là Gucci, em mở cái Gucci ra cho khách coi cái. Và tất cả những cái ốp này Phương cam kết với mọi người 100% là ốp mới nha. Phương không nói chung là đã làm cái gì là làm rõ ràng. Những cái này nó thật sự là lời lỗi gì trong này không có đâu. Tụi em đã nói xả là để có chỗ dọn thôi. Nên á, em ơi mở ra giùm chị ha. Đó, những cái ốp cả nhà thấy không, em nó đang mở nè, cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp nè cả nhà thấy không. Như cái mẫu này là mẫu Gucci. Mẫu này thì chúng ta có thể là mở ra, chúng ta làm như là một cái ví đó cả nhà. Nó có nắp nè, hoặc là chúng ta làm cái này tận dụng làm giá đỡ luôn. Bên trong thì chúng ta có thể là để tiền này nọ. Và tất cả cái này đều là hàng, gọi là hàng hãng thì nó tới mấy triệu một cái. Nhưng mà cái này là gọi là hàng loại 1, đúng hàng loại 1 luôn nha cả nhà. Rất là đẹp và cầm rất là sang luôn. Và những cái dòng ốp ở bên em thì nó có đầy đủ hết tất cả các mã từ iPhone 5 cho tới iPhone 11 rồi á. 99.000 một ký, 99.000 một ký, một thùng nhỏ 2 ký thì tầm 45 cái, vị chi đó là tầm khoảng mấy ngàn một cái thôi. Anh chị em nào chúng ta chưa có, hoặc là chúng ta mới mở cửa hàng, chúng ta muốn chân cho nó sum tụ, hoặc là cái cửa hàng nào chúng ta thấy còn, nói chung là bây giờ nó đang còn rất là ít cái mẫu, hoặc là qua mùa dịch qua thì chúng ta thấy là cái mẫu của chúng ta nó đã qua mẫu rồi, nó nhiều ít cái mẫu đẹp quá, thì ngày hôm nay chúng ta tận dụng để lấy những cái thùng hàng căng ký như thế này. Mẫu mã nó vô cùng đẹp luôn. Em làm ốp á, năm nay tính ra là năm thứ 11 rồi cả nhà, nên hàng có ốp của bên em thì mọi người yên tâm, toàn là mẫu hot trend không. Và tất cả những cái mẫu này đều không bao giờ lỗi thời nha cả nhà, rất là đẹp. Hàng là hàng mới, bên em là toàn bộ là hàng chân hết đó cả nhà. Những cái hàng nào mà đang trưng ở đây nè, mọi người có nhận thấy không, thì tất cả các em đều lấy và bỏ vô cho tất cả mọi người. Những anh chị em nào mà đã nhập rồi thì biết, có những anh chị em nói là em nhập trước khoảng 10-20 kg gì đó, rồi em thấy đẹp thì em ok thì em lấy thêm, nhưng mà sau đó thì tất cả mọi người đều lấy thêm 100-200 kg, rất là nhiều. Và với chương trình này thì tới tầm khoảng 1.500 kg thì em xin kết thúc nha cả nhà, kết thúc chương trình. Và chúng ta vì coi em cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, và để cho có chỗ mà mình trưng cái hàng mới thôi, nên anh chị em nào mà chúng ta chưa nhập được thì chúng ta tranh thủ nha, lên đơn liền cho em. Nhớ là 99.000 một ký, và cả nhà thấy không, một cái quy trình đóng, tụi em đóng kỹ rồi hàng rồi đó, bao bì nè, vô nè, rất là đẹp luôn. Và khi đóng rồi thì sẽ có căn ký ở đằng kia, là nó sẽ có cái căn, và chúng ta căn là căn đủ ký đủ căn hết. Anh chị em nếu mà chúng ta cảm giác là về muốn căn lại thì chúng ta có thể căn lại nha, không sao hết. Và nhớ rằng 99.000 một ký, đầu năm mới có một lần, anh chị em tranh thủ, ai chưa có thì chúng ta lên đơn liền nha.